Những hàng rong bán đồ chơi Trung Quốc như thế này có thể tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Không tem hợp quy, không có bất kỳ một đảm bảo nào về chất lượng sản phẩm. Người bán biết rõ mình kinh doanh trái phép nên ngay lập tức thu dọn hàng khi thấy có sự xuất hiện của phóng viên. Còn đây là những mẫu hàng xuất xứ từ Trung Quốc mà cơ quan chức năng đã thu được. Phân tích cho thấy mức độc tố trong những đồ chơi này vượt mức giới hạn lớn nhất cho phép. Có thể thấy đây là những mẫu đồ chơi có bán nhiều trên thị trường và được trẻ em ưa thích. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là hiện nay trên thị trường đồ chơi trẻ em có tới 90% sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Bây giờ con nít thì nó thấy cái gì nó thật hơn. Còn nếu mà hàng Việt Nam của mình nó không có điện tử vô đó, giống như một cái chiếc xe nhựa đi mà nó không có thể bỏ pin vô mà xài được thì như vậy nó cũng không thích lắm. Còn các bậc phụ huynh thì chủ quan, chiều ý con trẻ. Có thật thì đồ chơi thì mình không có mua nhiều. Đó thì về cái khoản đó thì mình chưa xác định được. Đôi khi thì cũng có một vài khách hàng quan tâm xuất xứ nhưng mà chủ yếu là họ theo cái tâm lý của đứa bé. Rồi khi mà nó coi trong phim hay là nó thấy bạn nó chơi thì nó ra nó phải mua đúng cái mẫu mã nó mới thích. Thì khi mà con em đã thích cái mẫu mã đó thì hầu như họ chỉ chủ yếu là cho nó thoải mái mua người của nó thôi chứ họ cũng không quan tâm về xuất xứ mấy. Đồ chơi Trung Quốc bán tràn lan, nhiều sản phẩm độc hại là câu chuyện tồn tại từ nhiều năm nay. Còn việc kiểm tra của các cơ quan chức năng hiện nay lại còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả. Cơ quan quản lý nhà nước thì phải có những cái địa chỉ cụ thể thì mới kiểm tra được. Chứ còn họ bán cơ động, thậm chí là như lúc tôi nói là phải có sự đồng bộ của các cơ quan quản lý chuyên ngành, của các cái cơ quan địa phương. Chứ đôi khi là có những cái sập hàng đến thì hỏi là có phải của phường anh không, nhưng mà thực ra là cơ quan chính quyền phường nói là không phải, cái này là họ bán cơ động. Theo nhận định của các chuyên gia, đồ chơi càng nhiều màu sắc thì càng nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Nếu nhiễm độc từ các đồ chơi này, trẻ có thể bị nhiễm độc với nhiều bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, biếng ăn, nặng hơn là tổn thương não, suy thận, viêm cơ tim. Các bậc phụ huynh cần chọn những sản phẩm đã dán tem hợp quy, đảm bảo chất lượng, tránh mua các sản phẩm hàng rong hay ở các địa chỉ không đáng tin cậy.